Charles A. Coffin, nhà lãnh đạo thiên tài tạo ra tổ chức huy hoàng nhất nước Mỹ. Khởi nghiệp năm 18, bắt đầu với lĩnh vực giày dép, Charles Coffin sẽ chỉ là một doanh nhân thành đạt như bao người khác. Và có lẽ sẽ chẳng có mấy người nhớ đến ông nếu Coffin không chuyển sang một lĩnh vực tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến ngành ông lựa chọn lúc đầu, đó là lĩnh vực kỹ thuật điện. Bởi chính vì quyết định này mà giờ đây Charles Coffin đã trở thành một huyền thoại vĩ đại trong làng CEO. Thậm chí, tên ông còn đứng đầu trong bảng xếp hạng những CEO vĩ đại nhất mọi thời đại. Thật không ngoa khi nói rằng Charles Coffin chính là nhà lãnh đạo mà bất cứ doanh nhân đương thời nào cũng ngưỡng mộ. Quyết định táo bạo của một giám đốc nhà máy giày trở thành tiền đề của một nền công nghiệp kỹ thuật điện mới. Charles Coffin là người đồng sáng lập và là chủ tịch đầu tiên của General Electric từ năm 1892 đến năm 1912. Ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của GE từ năm 1913 đến năm 1922 và thường được coi là một trong những CEO vĩ đại nhất mọi thời đại vì sự nhạy bén, quyết đoán cũng như khả năng lãnh đạo của mình. Năm 18 tuổi, Charles Coffin chuyển từ Fairfield, Maine, nơi ông sinh ra vào năm 1844, để gia nhập công ty sản xuất giày của chú mình tại Lynn, Massachusetts. Tại đây, Coffin bắt đầu công việc kinh doanh giày dép của mình và sau đó thành lập công ty kinh doanh riêng. Đến năm 1883, ông đã thành công rực rỡ trong lĩnh vực này. Nhưng cũng vào năm đó, Coffin vô tình gặp được một cơ hội lớn tạo nền tảng cho sự nghiệp thứ hai của mình. Đó là gặp gỡ Silas A. Parton, một trong những nhà đầu tư của American Electric Co. ở Lynn. Chúng ta đều biết, năm 1879, Thomas Edison phát minh ra bóng đèn. Sự việc này tạo nên một vị thế mới cho ngành năng lượng điện tại Mỹ. Công ty American Electric khi đó là một công ty trẻ tuổi rất có tiềm năng khi nó sở hữu một kỹ sư thiên tài, Elihu Thompson. Tuy nhiên, tiềm năng như vậy, nhưng công ty điện có tên gọi của Mỹ lại đang gặp khó khăn rất lớn về tài chính. Khó khăn này đánh thẳng vào khả năng phát triển của American Electric và nó đã khiến cho những nhà đầu tư vào nó như Silas A. Parton hiểu rằng họ phải tìm được một người quản lý có nguồn lực lớn mạnh như Coffin để có được sự đảm bảo. Và không phụ lòng Parton, Coffin khi ấy 40 tuổi, dù không biết gì về kỹ thuật điện, nhưng đã mạnh dạn nắm bắt cơ hội trở thành lãnh đạo mới của American Electric Co., sau này đổi thành Thomson Houston. Cơ duyên bắt đầu như vậy. Chính cơ hội này đã giúp Coffin dấn thân sang mảng kỹ thuật điện. Từ đây trở thành tiền đề để gây dựng nên General Electric, một trong những công ty nổi tiếng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Bản năng nhạy bén của một thiên tài doanh nhân. Coffin tham gia kinh doanh giày từ năm 18 tuổi và cuối cùng thành lập xưởng sản xuất giày của riêng mình. Hơn 20 năm sau, ông bắt đầu một lĩnh vực kinh doanh mới. Tưởng như điện với giày không hề có chút liên quan nào với nhau. Nhưng cái làm người khác nể ở Charles Coffin chính là việc ông vẫn có thể thành công dẫn dắt một công ty mà mình không hoàn toàn hiểu biết đi đến vị trí tốt nhất. Giáo sư Bernard Conson, giáo sư môn khoa học công nghệ và xã hội của Đại học Virginia nói về Coffin như sau. Ở một khía cạnh nào đó, anh ấy là doanh nhân kinh điển. Conson nói, anh ấy đã làm cho mọi thứ xảy ra. Anh ấy hiểu thế giới sẽ không tĩnh. Và công việc của anh ấy là nắm bắt sự thay đổi và làm cho nó phù hợp với bạn. Đúng vậy, là một thợ đánh giày chuyên nghiệp, Coffin học được rằng với việc cơ giới hóa phải sử dụng nhiều vốn thì mới có khả năng thúc đẩy các công ty đi lên các thị trường lớn hơn. Ông xây dựng mạng lưới bán buôn và phân phối điện như với giày. Với lợi thế đứng đầu về mặt công nghệ bởi Elihu Thompson, Coffin đã lãnh đạo Thomson Houston ban đầu bán thiết bị điện cho các cá nhân và doanh nghiệp để tự vận hành. Tới năm 1884, Coffin nhanh chóng chuyển sang trang bị cho các nhà máy phát điện trung tâm với mong muốn có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô, và quyết định đó thực sự đã phát huy tác dụng. Khả năng kinh doanh tài tình của Coffin đã giúp Thomson Houston khi ấy, mặc dù phải cạnh tranh với Edison General Electric và Westinghouse, hai tổ chức có danh tiếng và được thành lập tốt hơn. Ấy vậy mà, vươn lên vị trí dẫn đầu. Thậm chí về sau, khả năng phân tích chiến thuật kinh doanh nhạy bén lại một lần nữa chứng minh Coffin là một doanh nhân đại tài khi ông quyết định mua lại và hợp nhất Thomas Houston, rồi từ đó phát triển thành General Electric, gọi tắt là GE, vĩ đại của ngày nay.
với vai trò là chủ tịch đầu tiên của GE, giữ chức vụ trong 10 năm, Charles Goffin đã khiến cho giá trị vốn hóa thị trường của công ty tăng từ 35 triệu đô la vào năm 1892 lên 184 triệu đô la khi ông nghỉ hưu. Đồng thời, Goffin cũng chính là người giàu nhất thế giới tính đến thời điểm ông mất. Không thể không nói, Charles Goffin chính là một nhà kinh doanh tài ba. Nhà lãnh đạo vĩ đại nhất mọi thời đại. Không chỉ là một doanh nhân thông minh thành đạt, Charles Goffin còn được biết đến là một nhà lãnh đạo tài ba. Từ năm 1912 đến năm 1922, Charles Goffin đã lãnh đạo công ty theo đuổi sự phát triển nhanh chóng thông qua nhiều phát minh với nhịp độ nhanh và được hỗ trợ bởi việc bảo vệ bằng sáng chế tích cực. Ông còn được mệnh danh là người giám sát hai cuộc đổi mới xã hội có ý nghĩa vô cùng to lớn với nước Mỹ, đó là phòng thí nghiệm nghiên cứu đầu tiên của Mỹ và ý tưởng phát triển quản lý có hệ thống. Một trong hai điều này là kết quả của năm 1900 khi Goffin mở phòng thí nghiệm R&D đầu tiên ở Mỹ. Từ phòng thí nghiệm này, GE đã cho ra một phiên bản mới của dây tóc Wolfram, khiến nó dẻo dai hơn và giúp tuổi thọ bóng đèn lâu dài hơn. Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo của Goffin, GE bắt đầu thiết kế các sản phẩm đáp ứng các điều kiện mới, có nghĩa là họ đã phát triển một chiến lược khác biệt hóa sản phẩm. Hơn thế, Goffin còn thiết lập một mối quan hệ giữa nhân viên và quản lý hết sức cấp tiến. Goffin chính là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên sử dụng phong cách lãnh đạo, cho phép công nhân phát triển ý tưởng của riêng họ. Điều này cũng giúp ông trở thành nhà lãnh đạo được yêu quý và ngưỡng mộ nhất trong lịch sử của GE. Có thể nói, phong cách lãnh đạo của Charles Goffin là điều mà rất nhiều người mơ ước có được. Rất nhiều năm về sau, quy tắc lãnh đạo tiến bộ của Goffin đã trở thành một phần văn hóa quan trọng của General Electric. Nó đã tạo nên một tổ chức lừng lẫy nhất nhì ở Mỹ trong những năm 90 của thập kỷ 20 và là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà lãnh đạo tài ba khác sau này. Quả không ngoa khi nói rằng Charles Goffin chính là một trong những CEO vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông có bản lĩnh trong kinh doanh, có năng lực nhạy bén, có phong cách lãnh đạo đáng ngưỡng mộ và sự kính trọng tuyệt đối với đồng nghiệp và nhân viên. Charles Goffin đã đưa nhiều quyết định lãnh đạo có tác động tích cực đến sự phát triển của General Electric, thậm chí thúc đẩy giá trị vốn hóa thị trường của công ty từ 35 triệu đô la lên 184 triệu đô la trong nhiệm kỳ ông tại vị. Ông đặt tiền lệ cho phép nhân viên sử dụng khả năng sáng tạo của họ, trong khi vẫn nhận được sự tin tưởng và ngưỡng mộ của họ. Có thể nói, Charles Goffin chính là một tượng đài vĩ đại và là nguồn cảm hứng bất diệt cho bất kỳ hình mẫu kinh doanh thành công nào hiện nay. Các bạn đừng quên một thông tin rất quen thuộc. Bài của chúng ta tuần nào cũng được lên mới tại kênh YouTube 1.000 bài học doanh nhân. Để xem thì cũng dễ lắm, vào YouTube gõ từ khóa 1.000 bài học doanh nhân, xem video đầu tiên mới nhất các bạn nhé. Và cũng đừng quên ấn đăng ký, ấn vào chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ kiến thức thú vị nào nha. Ứng dụng 1.000 bài học doanh nhân, các bài học thú vị và câu chuyện đặc sắc nhất từ các doanh nhân. Khuyến mại đặc biệt, giảm giá 50% và nhận quà tặng lên tới 3 triệu đồng duy nhất hôm nay. Để nhận ưu đãi, hãy truy cập ngay 1000baihocdoanhnhan.com/khuyến mại. 1000 bài học doanh nhân, ứng dụng đặc sắc nhất về cuộc đời các vĩ nhân thế giới. Họ là những con người đã làm rung chuyển cả thế giới. Họ đưa loài người chúng ta tiến bước, họ dẫn dắt các cuộc cách mạng, sáng tạo ra những phát minh. Cuộc đời của họ vừa hấp dẫn khiến chúng ta mê say, vừa để lại vô vàn bài học quý giá. Với lòng ngưỡng mộ và kính trọng sâu sắc tới các bậc vĩ nhân, với khát khao học hỏi, chúng tôi đã thực hiện hành trình dày công nghiên cứu và chọn lọc những bài học đặc sắc nhất từ 1.000 danh nhân xuất chúng nhất trong 20 lĩnh vực khác nhau trong lịch sử nhân loại, từ cổ đại tới hiện đại, từ Đông sang Tây, chia thành 100 chủ đề khác nhau. Đồng hành cùng ứng dụng 1.000 bài học danh nhân, bạn sẽ được gặp từ các nhà khoa học lỗi lạc như Einstein, Newton, đến các doanh nhân xuất chúng như Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, từ các chính trị gia xuất sắc như Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, đến các chiến tướng đại tài như Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, từ các nhà họa sĩ tài danh như Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, đến các nhà phát minh vĩ đại như Thomas Edison, Nikola Tesla. Bạn sẽ cùng trò chuyện với họ, lắng nghe cuộc đời họ, bạn sẽ tràn đầy cảm hứng, học hỏi nhiều điều từ họ và tốt hơn lên mỗi ngày.
Ứng dụng 1.000 bài học danh nhân sẽ kể những câu chuyện và những bài học tinh túy được chắt lọc từ cuộc đời của các danh nhân tầm cỡ nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là những kiến thức và sự kiện được chúng tôi tham khảo từ vô vàn cuốn sách và những bộ tư liệu lịch sử. Ứng dụng sẽ đi thẳng vào những bài học cốt lõi từ những vĩ nhân bậc nhất, chuyển hóa thành các chuyên đề thật cô đọng, ngắn gọn để giúp bạn có thể nhanh chóng nắm được cốt lõi và rút ra được những điều quý giá. Ngôn ngữ kể chuyện gần gũi, giọng đọc truyền cảm, có hồn, các bài học ngắn gọn, sâu sắc, đầy cảm hứng. Sau khi học xong một chủ đề, bạn có thể chọn album, nghe đi nghe lại nhiều lần để nghiền ngẫm, ngấm kiến thức, để hình mẫu của các danh nhân đi vào trong tiềm thức và thành những lời khuyên, lời động viên theo bạn hàng ngày. Bạn có thể học và nghe mọi lúc mọi nơi tại website 1000baihocdanhnhan.com hoặc qua ứng dụng điện thoại trên App Store hoặc Google Play. Nếu bạn thực sự say mê những con người vĩ đại và những bài học vĩ đại, nếu bạn muốn lấp đầy quãng thời gian chết của mình bằng điều gì đó thật sự quý giá, nếu bạn không có điều kiện đầu tư hàng chục hàng trăm triệu đồng cho các khóa học kỹ năng, nếu bạn muốn suy nghĩ như những con người hạng nhất, nếu bạn quan tâm đến những gì cốt lõi và tinh túy nhất, hãy sử dụng ứng dụng 1000 bài học danh nhân. Con đường vươn lên trong cuộc đời của bạn sẽ bắt đầu từ việc trò chuyện và học hỏi từ những con người đã làm nên thế giới này. Hãy sử dụng ứng dụng hàng ngày và học tập những con người đã làm nên lịch sử. Hãy coi mỗi ngày bạn tiến bộ là một ngày thành công. Hãy bước theo dấu chân của những người vĩ đại, bởi nó sẽ giúp ta trưởng thành hơn mỗi ngày.